Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha. Bấy giờ trong các môn đệ có mấy người hỏi nhau: Điều người nói với chúng ta, một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha, như thế có ý nghĩa gì? Họ nói: Lời người nói một ít nữa có ý nghĩa gì? Chúng tôi không biết người muốn nói gì. Chúa Giêsu nhận thấy họ muốn hỏi người, nên người bảo họ: Các con hỏi nhau vì Thầy đã nói một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật với các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Thưa anh chị em, theo lịch phụng vụ của Hội Thánh và chính là mặc khải của Kinh Thánh, mặc khải của Tin Mừng, thì hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Thăng Thiên. Và vì ở miền Nam, do nền công nghiệp trong công việc làm của anh chị em, nó đòi hỏi người tín hữu cũng giống như mọi người, nếu ngày lễ vào một ngày trong tuần thì chúng ta khó chu toàn lễ trọng buộc. Anh chị em đừng quên, bậc lễ trọng thì cũng có nhiều bậc. Chẳng hạn bậc lễ trọng bình thường, chẳng hạn như lễ thánh tâm, không phải là lễ trọng buộc, chỉ là lễ trọng. Lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời trước đây là lễ trọng buộc, nhưng sau này Hội Thánh cũng nới rộng để trở thành là lễ trọng, chứ không còn là lễ trọng buộc. Tuy nhiên lễ Chúa Thăng Thiên là lễ trọng buộc, có nghĩa là buộc người tín hữu phải chu toàn nghĩa vụ thờ phượng trong thánh lễ, nghĩa là phải đến nhà thờ dự lễ. Nói một cách đơn sơ, nôm na là như vậy. Cho nên nếu chúng ta không chu toàn luật lễ trọng buộc và giữ nó, thì chúng ta mắc lỗi vì đã bỏ qua việc chúng ta bị buộc phải giữ. Và vì chúng ta với công ăn việc làm khá nhiều, người tín hữu ở miền Nam phải lo, nhất là trong các xí nghiệp, các công ty vân vân, cho nên cuối cùng Hội Thánh lại phải cho phép chúng ta dời lễ Thăng Thiên vào Chủ Nhật sắp tới đây, để mọi người có thể chu toàn nhiệm vụ của một ngày lễ trọng buộc. Chứ nếu chúng ta giữ nguyên vào ngày hôm nay, vào ngày lễ trong ngày trong tuần như thế này, thì chắc chắn nhiều người bỏ chỉ vì miếng cơm manh áo, chỉ vì làm việc. Anh chị em thấy Hội Thánh đã chuẩn bị cho chúng ta, Hội Thánh đã nghĩ đến chúng ta, lẽ nào chúng ta lại bỏ luôn cả đức tin của mình? Cái căn cội, cái cốt lõi của đời sống đức tin là việc tôn thờ Chúa, mà nhiều khi chúng ta đã hoặc là thường xuyên dựa vào chính công ăn việc làm để nuôi cái xác này, để rồi chúng ta bỏ qua những nghĩa vụ tôn thờ ấy rất rất nhiều, chứ không phải ít, rất rất nhiều. Cho nên hiểu được Hội Thánh đã có vai trò trong việc giúp đỡ mình ý thức bổn phận. Anh chị em thấy dù là anh chị em phải đi làm hàng ngày, nhưng Hội Thánh có thể dời lễ, chứ Hội Thánh không bỏ lễ. Nếu như chúng ta lấy lý do là
tôi bị bận quá, tôi mắc, tôi bận, tôi bởi, tôi do, tôi phải, vân vân, phải chuyện này, mắc chuyện kia, do lý do nọ, vân vân, mà mình bỏ, tức là mình đã bỏ nghĩa vụ thật sự, mình đã bỏ nghĩa vụ mà đức tin đòi buộc mình thật sự. Cho nên chỉ còn có lễ Chúa Giêsu Giáng sinh, vì có lễ đêm cho nên Hội Thánh vẫn giữ nguyên việc chúng ta mừng lễ, dù là lễ Giáng sinh rơi vào ngày thường trong tuần. Còn lại hầu như những lễ trọng buộc thì buộc chúng ta tham dự, thì Hội Thánh nếu có thể được đã dời và dời vào ngày Chúa Nhật hết, hầu như là vậy. Và ngày lễ Thăng Thiên phải là ngày hôm nay, thì 10 ngày sau là ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống mới đúng là ngày lễ Chúa Nhật. Còn nếu chúng ta mừng lễ vào ngày Chúa Nhật, tức là còn mừng lễ Thăng Thiên vào ngày Chúa Nhật, thì cuối cùng chỉ còn có một tuần lễ là lễ Chúa Thánh Thần, không đủ 10 ngày. Nhưng giáo hội vẫn coi cái việc chúng ta chu toàn bổn phận lễ buộc là trên hết, dù có phần sai với Kinh Thánh, với mặc khải của Kinh Thánh. 10 ngày sau Chúa Thánh Thần mới hiện xuống, nhưng chúng ta dâng lễ như thế thì đã có phần sai, bởi vì tuần lễ sau là mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống mất rồi. Thưa anh chị em, vì quyền lợi của chúng ta, vì nghĩa vụ của chúng ta, như vậy hàng tuần lễ Chúa Nhật được coi là lễ trọng buộc, buộc chúng ta phải dự lễ ngày Chúa Nhật hàng tuần. Và một số những lễ trọng buộc khác, chẳng hạn như lễ Phục Sinh, lễ Thăng Thiên, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, lễ Chúa Giêsu Giáng sinh, vân vân, là những lễ trọng buộc mà buộc chúng ta phải không bao giờ được phép coi thường, không bao giờ được phép viện dẫn lý do này lý do kia để bỏ. Và hôm nay trong ngày lễ Chúa Thăng Thiên thì những nơi nào có thể mừng lễ Chúa Thăng Thiên vẫn mừng lễ Chúa Thăng Thiên. Nhưng chúng ta, Hội Thánh cho phép lễ Chúa Thăng Thiên vào ngày Chúa Nhật, thành ra bài tin mừng cũng có phần na ná với việc Thăng Thiên ấy. Khi Chúa Giêsu từ giã các tông đồ, Chúa bảo rằng một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy, người về cùng Thiên Chúa Cha. Rõ ràng là không thể thấy Chúa bằng đôi mắt phàm trần được, một ít nữa không thể nhìn thấy. Nhưng rồi một ngày Chúa mời gọi chúng ta ra đi, thì lúc bấy giờ lại một ít nữa chúng ta sẽ thấy Chúa, như Chúa nói, rồi một ít nữa các con sẽ thấy Thầy. Chúng ta hy vọng Chúa Giêsu về trời là để chuẩn bị cho chúng ta, và niềm vui của chúng ta là niềm vui quê trời. Chúng ta tin tưởng và hy vọng chắc chắn điều ấy. Một ngày chúng ta sẽ được đoàn tụ với Chúa mình, với biết bao nhiêu anh chị em loài người của mình trên quê trời ấy, nơi Chúa đang chờ đợi, và Chúa hy vọng chúng ta về cùng với Người.